về hết rồi, đung đưa đụng đậy cũng không thấy nhúc nhích, tại vì lúc đó thở không nổi, thở mệt đấy. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đi với cấu trúc ở ma nè. Mana đi với động từ tính từ. Đó, chúng ta phải ghi trước cái này ha. Xong chúng ta đi với Murinda. À, đi với chị này ha. Mana đi với động từ tính từ, xong đi với Nun. Nên đi với chị và đi với Murinda. Cái này đi với Murinda thì mấy ok nha, không có đi với ảnh tài nha. Tại vì không biết là cái cảm xúc, cái trạng thái nó bao nhiêu nữa, nó quá đi. Đây đây, ở mana là bao nhiêu đấy các bạn? À, không biết nó hay bao nhiêu. Không biết cái mức độ nó hay quá hay dạng như thế. À, cho nên hay nó có khác quá đấy, thay vì nổ mu. Ở mana nổ mu. Ở mana nổ mu, thay vì nổ mu đây cậu chụp. Đó, không biết cái mức độ nó hay đến gì đây bao nhiêu nữa. Nên là gì đây, không biết cái mức độ nào đó, trạng thái nào đó, đồng từ nào đó. À, thì một tiếng này chúng ta ví dụ sẽ ok ha. Thì bây giờ cô sẽ ghi động từ trước. Động từ và tính từ sẽ đi khác nhau. À, động từ thì là gì đây? Động từ tính từ ở dạng khoa cơ thì nó đi với at, yết, à at ớt và đi với ninja. At ớt và đi với ninja. Đối với động từ tính từ thì quá khứ thì nó chia như nhau ha. À, mình có thể đi mana. Cô ghi thiếu ẩn mana này. Ghi ẩn mana trước nha. Mana at ớt và cộng với ninji kèm theo nó là Murinda. Còn tính từ hiện tại, à, quá khứ thì động từ tính từ chia như nhau nhưng hiện tại thì chia khác nhau ha. Cái này nó không đi với danh từ nha, cái gì chỉ đi với động từ tính từ thôi. Còn hiện tại thì mana đi với tính từ, à như thế này đây, tại vì mana đi trước, đi với tính từ thì hiện tại nha, hunje đi với ưng rưng rồi cộng với chi, xong sau đó là Murinda. À, con động từ thì hiện tại thì cũng là ở mana, xong đi đến động từ hiện tại đi với nâng và cộng với chi, xem sau đó là mũ đơn giản. À, quá khứ thì cả hai thằng này như nhau nhưng mà tương lai thì nó khác nhau, giống như nâng đê đấy các bạn ha. À, hiện tại cô nhầm, hiện tại nhân chê khoa cơ thì cả hai đều trải qua một giai đoạn áp ớt và cộng với ninh chi. Còn cái này thì tính từ có bát chim mình đi với ưng, không có bát chim mình đi với n. Còn cái này động từ có bát chim hay có bát chim gì chúng ta cũng đi với ninh chi. Cấu trúc này như thế nào các bạn ghi cho cô đi tiếp trước, trước tiên ghi đi ha.
Đó, cho nói thay thay vì cái này nó có mê mê u nổ mu đó, hôm nay quá rất không biết là bao nhiêu nữa đây, không biết là cái này nó bao nhiêu, nó quá mức, nó quá như thế này đấy. Thay về nổ mu này, mê u này, mu chất này, hoặc là gì đây, từng 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 những từ nó có quá. Thì ở đây chúng ta có một cấu trúc này nó giống tương tự như thế, mà người ta có thể cho quá nổ mu vào để nhấn mạnh cái này luôn, cho vào kết hợp luôn đó. Ấy, cho nên là gì đây, ở đây chúng ta sẽ gì đây, à, ghi trước cái lý thuyết cho cô nha. Sử dụng cấu trúc này, sử dụng cấu trúc này khi nói về một suy nghĩ, hoặc một sự thật, một suy nghĩ, một sự thật, hoặc một sự thật, phải một cảm nhận. Một cảm nhận. Một cảm nhận. Cấu trúc này sử dụng khi nói này một sự thật nào đó, hoặc một suy nghĩ, một cảm nhận. Suy nghĩ, một cảm nhận. Cảm nhận. Được nhấn mạnh. À, được nhấn mạnh. Được nhấn mạnh. Được nhấn mạnh. À, cô đọc lại nha, cấu trúc này sử dụng là khi nói về một sự thật hoặc suy nghĩ, cảm nhận mà được nhấn mạnh. Là nó quá như thế. Là nó quá như thế đó. Được nhấn mạnh là nó quá như thế đó. Tương đương với nghĩa tiếng Việt là
tương đương với nghĩa tiếng Việt là không biết nhiều đến bao nhiêu. Tương đương với nghĩa tiếng Việt là không biết nhiều đến bao nhiêu. Không biết là gì đây, nên trong đến bao nhiêu, nhiều hay như thế nào đó, đến bao nhiêu à, tại vì mình có ở mana, hoặc là nó quá nhiều, không biết là gì đấy, nó quá đến gì đây, rất là nhiều, là quá à, chúng ta sẽ cho là quá nhiều, quá như thế, quá một cái hành động đó mà nó quá, nó nhiều như thế. Quá à, đến như thế. Ừ. Ha. Không biết là cái gì đó. Ở đây là không biết là. Xong rồi chúng ta gì đấy, chấm 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 giữa cái hành động trạng thái đó chúng ta phải à, không biết là vui đến bao nhiêu, không biết là à, cái người đấy không biết là nổi tiếng đến bao nhiêu, tưng tưng tưng. À. Mà gì đây, không biết là nổi tiếng bao nhiêu mà fan rất là nhiều chẳng hạn ha. Rồi bây giờ đi đến ví dụ này, cụ thể này, chúng ta sẽ dễ hiểu hơn nè. Coi chút này, biểu hiện đầu này. Như cô nói đi, hồi nãy cô vừa nói cái, cô nói là bộ phim đấy không biết là hay đến cỡ nào. Tôi thấy mà nó hay đến cỡ nào mà tôi xem đến tận 3-4 lần. Bộ phim hay quá, cho nên là gì, mình xem, mình muốn xem lại, mình xem, muốn xem lại. Còn bộ phim mà không hay, mình xem một lần là mình thấy cảm thấy chán rồi đúng không? Bộ phim mà hay mà muốn xem lại, xem đi xem lại, xem đi xem lại rất là nhiều lần. Có những bộ phim mà chúng ta xem thấy hay, chúng ta xem 5-6 lần, đó là chuyện đương nhiên đúng không? Đấy, Iyo ka omma na chemi nunji Iyo ka omma na chemi Se bon hoặc ne bon ni na bắt rồi. Xem đến tận gì đây? Đã xem đến tận 4 lần. À. À cô nói cô ca sĩ đó. Ôi cô ca ca sĩ đó. Ôi mà in kia mà nên gì. Ôi không biết là bạn gì đây. Hay nói cách khác là rất nổi tiếng đấy các bạn. No mô in kia mà na. Nhưng bây giờ không có in kia mà na nữa. Bây giờ cô chơi cao cấp rồi. À trung cấp rồi. À no mô in kia mà na. Đó là thường rồi các bạn ha. Thường rồi. Bây giờ không thường nữa này. Ikasu. À, ý xe hoặc là ý dơ cha ca số ớm mà na in kia mà nên chi một lại ô đấy. Ý ca số. Ý ca số. Ý dơ ca số. Hoặc là con ca số ra. Dơ cha nam cha thì đã không chọn. Ý ca số cả. Ừ. Ớm인기 인기가 많은지 엄마가 인기가 많은지 đối với tính từ hiện tại thì chúng ta gì đây, có bắt chim chúng ta thêm hay nào, còn cái đây là động từ, cái này không phải động từ, cái này cũng tính từ nhưng vì nó kết thúc bằng ít ta, những từ kết thúc bằng ít ta ộp ta thì chúng ta chia nó giống như động từ. Ừ. 얼마나 많은지 아 몰라요. Đây cô hướng dẫn cho các bạn một cách nữa. 모르는지 몰라 몰라요 hoặc là 모릅니다. À.
Moda, nó quy tắc của rư. Ư trong rư bị rượt bỏ, đằng trước thêm một chữ R và xác định âm gì đây? À, âm của nó là gì đây? Âm của nó là ô, mình thêm A vào. Nhưng ở đây cô muốn nói thêm một mệnh đề nữa thì mũ đinh tà này đi, nó bị ẩn đi. Tại hôm trước cô có giải thích rồi đúng không? Khi chúng ta kết thúc bằng cái đuôi câu là mũ đinh tà, kết thúc bằng cấu trúc như thế luôn thì chúng ta cho gõ gàng có cấu trúc mũ đinh tà. Nhưng ở đây cô muốn thêm một vấn đề nữa thì cái mũ đinh tà này nó bị ẩn đi, tương đương với in chi ảnh chi mũ đinh chi. Khi chúng ta có một mệnh đề sau chúng ta kết hợp thêm nữa thì cái mũ đinh tà nó ẩn đi. Ví dụ như câu câu này cô nói cái ca sĩ đấy không biết là nhiều bao nhiêu mà cái sự nổi tiếng nhiều bao nhiêu mà trên thế giới ai cũng đều biết CK hoặc là trơn cục tất cả các nước, cả nước đấy, trơn cục là cả nước đấy, ai cũng biết. À, Trấn Quốc Thả đây rồi, hoặc là Nú Cú Đà Tô, bất kỳ ai cũng biết đến. Hoặc là gì đây, ở mana gì đây, em kia mà nên chi TV tôi nào cô bằng sông tôi nào cô chẳng hạn. À, Trấn Quốc Thả đây, Trấn Quốc Kẹt là gì đây, cả nước đều biết. À, em kia mà nên chi Trấn Quốc trong cuộc kia thả ở đây à, hoặc là cô không muốn chân cút nữa, không biết gì đây là bao nhiêu, có rất nhiều như nãy cô nói. Phen từ đi, where cooking phen từ đi, mà nay à. À, hoặc là gì đây, có nhiều người gì đây, có nhiều người gì fan nước ngoài nữa, không biết là kỳ chỉ với nhau, không những là trong nước. Bây giờ sẽ xài buôn man gì ra là vẫn luôn. Trần Quốc Kim buôn ảnh gì ra, không phải trong nước, mà còn gì không phải ở trong nước nữa, mà còn ra đến nước ngoài nè. À, không phải là còn gì đây, tổng thể trong nước nữa. Trần Quốc buôn man ảnh gì ra, không phải là toàn thể nước nữa. Trung Quốc kinh buồn man là gì đó. À, buồn man là gì đó. À, là gì đây? Quê cúc. À, quê cúc phen tô mà này à. Không những là người trong nước, Trung Quốc phen buồn là gì đó, hoặc là không những trong nước, mà lại đây ở nước ngoài cũng có rất nhiều fan. À, quê cúc, quê cúc tốt, quê cúc đẹp tốt. À, quê cúc đẹp tốt kinh kia mà này à, hoặc là fan từ đi mà này à. À, fan đấy các bạn, idol đấy các bạn, fan từ đi mà ná mà này à. Đó, ở đây cô thêm một cái cho một cái bản đề nữa thì nên gì này, em bị ăn gì này. À, y ca sủ ca ở mà nó hiện kia mà nên chi trường quốc kinh buôn là mà ảnh gì ra, không phải ở toàn thể đất nước đâu, mà còn cả quê quốc kệ thôi, kể cả nước ngoài nữa, phân tử đi mà này. À, cô mới bảo là à, không biết là gì đây. Ôi các bạn có biết không, dạo này bạn Diễm, bạn Trang hoặc là bạn gì đây, Thủy đây, ốm là giờ xin cùng bu hành anh chi pop một nên si can tụ hộp. À, bây giờ cô ẩn đi,
Thay vì cô nói ở mà nó giờ xin hay không buồn chi là hết rồi, nhưng mà cô không nói nữa, không có thời gian để ăn cơm luôn. À, thời gian ăn cơm cũng không có. À, không biết là vợ xin bao nhiêu, chăm chỉ bao nhiêu mà kể cái thời gian ăn cơm còn không có. À, thì ở đây nếu như cô có hai câu mũ lên tờ thì cô kết thúc câu luôn, cô để mũ lên tờ. Ơn mà nó giờ xin anh gì? Giờ xin hà nên gì? À đúng không? Tại vì hiện tại giờ xin hà nên gì? Mũ ra ồ, mũ đừng đi ta. Không biết là chăm chỉ đến bao nhiêu đâu. À, nhưng mà bây giờ có thêm một vấn đề sau nữa, chưa kết thúc ở đây. Ơn giờ xin hai nên gì? Phong một nâng xì găng tổp rồi ô. Tập đó. Mong nâng xì găng. Mong nâng xì găng tổp. Yeah, ốp rồi nè. Bây giờ cô quay lại bài này, lúc nào cũng vậy, lúc nào khi vào bài cô cũng hướng dẫn những câu dễ dễ rồi xong cô mới vào bài, để cho chúng ta đi từ cái dễ tới khó. Cô vào bài luôn thì cái bài mới chúng ta mới học, mới từ vựng mới đây mà vào ngữ pháp vào luôn thì gì đây, cái từ vựng nó đã khó rồi mà thêm ngữ pháp này nữa, cho nên diễn tưởng hơi xa một chút xíu. Khi gì đây, giới thiệu ngữ pháp lúc nào cũng thế, cô đi những cái cơ bản, những cái mà nó hay hay trong đời sống hàng ngày người ta thường quen ấy, thì đi vào ngữ pháp nó dễ hơn đó. Còn bây giờ mà nói học ngữ pháp rồi học luôn cái từ vựng mới nữa, cho vào luôn từ vựng mới nữa thì nó rất là khó. Anh đi từ cái đơn giản, những cái mà trong đời sống chúng ta đi trước. Xong bây giờ trong bài này, trong bài nó có những di tích lịch sử này đó, thì bây giờ cô nói là ôi cái làng ấy, làng truyền thống Hàn Quốc không biết là gì đây, một năm khách đến gì đây, biết là bao nhiêu khách đến tham quan, hoặc là gì đây, Trần Tốt Cung, những cái nơi mà Trần Tốt Cung hoặc là gì đây, Khương Bút Cung đấy các bạn, Khương Bút Cung là ở Seoul đấy. À, những cái đó người ta hay đến tham quan là người ta mặc áo truyền thống, người ta chụp chẹt rồi đấy các bạn, chụp ảnh rồi đấy. À, thì cô phải nói là gì đây, cô nói là Trần Tốt Cung nè, khoan khoan kẹt kia ở mana mà đi băng muôn hai nên chi muốn lại rồi. À, còn muốn mình đề sau nữa thì cho mình đề sau, nhưng muốn kết thúc ở đây thì nói như thế. Ở gì đây, khoan khoan kẹt cho khách du lịch ở trong bốn cung này, khách du lịch không biết là nhiều đến thăm nhiều bao nhiêu nữa mỗi năm mẹ nhá, chẳng hạn. Trơn bút cung hoặc là khoan bút cung gì cũng được nha, hai nơi đó là gì đây, người ta hay đến tham quan, khách nước ngoài, khách trong nước. À, nhưng mà giờ corona thì là ít thôi chứ ngày xưa là nhiều lắm các bạn, đến người ta mặc đồ truyền thống, người ta chột chẹt cái kiểu ha. Cô thì cô không thích chụp ảnh cho nên là đi đâu cũng vậy, cô không có tâm an nào hết mà cũng chưa không có thời gian đi nhiều, cho nên nếu có thời gian đi là đi ngắm cảnh thôi, còn chụp chẹt thì không có, kiểu như không thích, với lại mình không được đẹp cho nên là biến chụp. Trần Tột Cung, Trần Trần Tột Cung nghe, Trần Tột Cung các bạn, Trần Tột Cung chứ không phải là chân nghe, cô đặt nha. Trần Tột Cung nghe, khoang khoang kẹt. À, không các bạn khách du lịch đấy các bạn, là do hang cha thì cũng vậy ha. À, từ nào cũng được. À, khoan khoan kẹt gì ốm ma la ốm ma la băng môn ha tà, là đến khi mình đến thăm cái gì đó, đến thăm nhà, đến thăm công ty, đến
đến một nơi nào đó, người ta hay dùng từ băng môn ha bạn. Đến cái nơi đó, đến thăm cái nơi đó, đến nhìn ngắm cái nơi đó, người ta hay dùng băng môn ha bạn. Băng môn 하는지 몰라요. Ví dụ như cô bảo các bạn là Trường tốt cung, ở từng có xe đó. Gió hẹn hành man hẹn đó. Suchi nói gì cô đi Suchi? Cô hỏi là à, Trường tốt cung gọi gì đây? Là nơi như thế nào? Có đẹp hay không? Và có đáng để gì đây? Cô cân hành man hẹn đó. Hoặc là băng muôn hành man hẹn đó. Có chút man ha tà này chúng ta đã học rồi đúng không? Đáng để xem không? Đáng để gì đây? Nhìn ngắm không? Đáng để đi du lịch không? Cô muốn nói như thế. Các bạn nó bảo ôi trông tốt cung kìa. Khoan khoan kẻ kia ở mana bằng môn hà nên chỉ mù lai ô. Các bạn mới bảo là ôi ở trông tốt cung này nè, không biết là khách du lịch nhiều bao nhiêu đâu. Ý là các bạn nói nó đẹp đấy, nó hay đấy các bạn. Rồi, cô muốn nói cần chu. À, cần chu ê. Yến na. À, yến na yu muri ơn mà nà mà nên chì mù ra yô. Yu mun là hình như cô cho các bạn rồi đúng không các bạn? Yu mun là cái từ vựng về gì đây, tài sản văn hóa đấy. Di tích đấy. À, mình có yu mun đấy, cái từ này có từ vựng không các bạn? Như là có đúng không, cô đã gửi rồi cái du môn này, cái di tích di vật ha. Ở cái cần chu là cần chu, cần chu e dẹn dẹn nan đấy, thay vì cô nói dẹn không nói dẹn nan, cô nói dẹn cũng được. Dẹn na du mô đi ở ma na mà nên chi, những cái di vật di tích du môn du mô đi ơn mà na mà nên gì mù lai hò. À, ở Cần Chu không biết là cái những cái di tích di vật người xưa để lại đấy các bạn, dẫn năng nó nhiều đến bao nhiêu đâu. À, quá nhiều. Thay vì chỗ này cô đã dùng quá này, Cần Chu ê dẫn na dù mua đi nô mua mạnh này à, nô mua mạnh à, thay vì nô mua mạnh à thì đây đó, một cách dễ hiểu, dễ đi vào hiểu và dễ sử dụng nhất, đó là cô so sánh như thế. Nô mua mà đi với mạnh thà là thành ra thằng này. Cô nói cảnh đêm sông Hàn hoặc là cảnh đêm ở Nam San Thề Quơ. À, ở nơi đó các bạn không biết là cảnh nó hoành tráng, nó tráng lệ và nó rực rỡ như thế nào đâu. Rất là rực rỡ, rất là hình tráng. À, không biết là hoành tráng đến bao nhiêu đâu. À, đây cô cả. À, ví dụ như cái này, cô bảo là Nam San hoặc là gì đây? Cứ hà này cũng là hang càng. À, cảnh đêm ở hang càng cũng rất là đẹp ha. Nam san thê quơ, thê quơ dạ cân. Dạ cân là cảnh đêm đấy các bạn. Dạ cân nghi ơ mà na hòa rơ hăng chi, rực rỡ sặc sỡ. À, mà na
Hòa ra này là gì đây, tính từ rực rỡ sạch sỡ, đâu phải là động từ, nó mang tính chất rực rỡ đẹp đẽ sạch sỡ hả? Yo mang hành gì mù lại hò mù đâm đi ta gì đó à, muốn chia đôi nào kia, chúng ta học lớp 4 rồi thì thích đôi nào chia thì chia đôi đó. Nam sinh theo hoa dạ cà gì ở má nó hoa đó hắn chia một lời ô. Còn bây giờ cô muốn thêm một mệnh đề nữa thì cô sẽ ấn cái gì đây, mùa đơn tả đi. Nam sinh theo hoa dạ cà gì ở má nó hoa đó hắn chia hắn bọn khá bố xe ô. À, vậy đây, tôi không biết là cái này nó sặc sỡ đến đâu, nó rực rỡ, cái cảnh đêm này rực rỡ đến đâu. Bạn hãy đi thử một lần đi. Hãy mời khá bố xe không? Thưa, dạ cá đi ở hôn bà nào hỏi là làm gì? Si cá đi xương nhờ. Hãy mời khá bố xe không? Khi trong bài học ấy, nó có trang 62 này, khi nào đến bài đọc ấy thì cô sẽ cho các bạn biết những cái di tích lịch sử này, những cái di sản văn hóa và những cái di sản tư liệu. À, phần này nó có hết trong đây ha. Cô sẽ cho các bạn phân tích biết là phân tích ra cái nào là di sản văn hóa, cái nào là di sản phi vật thể và cái nào là di sản tư liệu. Khi bài đọc đi đọc bài đọc thì cô sẽ gì đây cho các bạn biết. Còn này mình mới học được pháp này. Ồ, cô mới khen cái bạn đấy, ví dụ như à cái bạn Hoa Hoa Si Hàn Quốc mà đơn ở mà nó chạy hành gì. Ồ, phu cô đâu rồi, không biết là bạn ấy gì đây, à phu phu đâu tạ phu đâu rồi à. Không biết là bạn ấy giỏi bao nhiêu, tiếng Hàn Quốc rất là giỏi luôn, giỏi không biết đến là bao nhiêu mà giống như Hàn Quốc, người Hàn Quốc thật là đáng đi ngưỡng mộ. À, cô đồ à, phu đồ cô đã hay nhầm là phu cơ rớp tà là mắc cỡ. Phu rớp tà thì là phu, phu đồ rồi. Như ai đó, à. Hàng cu mà đứng ở má nó chả hành gì. Mana chả hành gì mù đây không? Là cái mình để kết thúc luôn. Con cô không kết thúc nữa. Hàng cu mà đứng ở mana chả hành gì. Nhưng mà không kết thúc ở đây nữa. Cái hát lên gì? Ồ, và gì đây? À, trực trăm mà ra hoặc là Hàn Quốc sẽ làm in chưa là sao? Hàn Quốc mà đứng ở mà nó chạy lên gì? Hàn Quốc sẽ làm chờ rơm. À, Hàn Quốc in chưa là đây à? Hàn Quốc sẽ làm in chưa là đây à? Tôi tưởng là gì đây? Không biết là giỏi đến bao nhiêu, tôi tưởng là người đó là gì đây, là người Hàn Quốc. Đà. Hàn Quốc saram in chun mu da soyo à, tưởng saram in chun arasa đến mức mà tôi tưởng bạn ấy là người Hàn Quốc không đấy. Hàn Quốc mà đến mà là chạy hà đình gì Hàn Quốc saram in chun arasa. Rồi, ok được phần này chưa?
Động từ, tính từ. À, còn quá khứ đúng không? Nãy giờ cô chưa ví dụ quá khứ. Ví dụ quá khứ mình chia về quá khứ thôi. Thì ở đây nó không có gì quan trọng, quá khứ nó chia như nha. Cho nên ví dụ như à, cô nói là gì đây? Tuần trước. Vào cái tuần trước chúng ta đi chơi đi. 얼마나 재미있었는지. À, tuần trước tôi cùng gia đình gì đây, đi đến gì đây, đi đến hoặc là hiu ca. Đi đâu chơi đó. Tuần trước 지난주에 가족과 같이 제주도에 여행 갔는데 얼마나 재미있는지 집에 가고 싶지 않나요? 아. 지난주에 가족과 함께 제주도에 갔다 왔는데 Các bạn chú ý những chỗ này cho cô ha, cô không lặp lại nhưng chắc bạn phải hiểu này. Xếp là gặp niên này ha. À, những chỗ hồi nãy cũng vậy. Tha tao quan nền, quan nền đệ. À, quan nền đệ. Ôn mà nà chê mì nền gì. À, quá khứ. Chê mì sơ nền gì. Chê mì sơ nền gì. Đây cũng vậy này. Sứa cặp liền này. Cô không đọc sớt, đúng không các bạn? Cô đọc sơn. Chê mi y sơn nín chí. À. Chí bê. Chí bê đô. Ăn khá cô xí bộ. Hoặc là khá cô xí chí ảnh này. Ăn hạc là ăn thả. Cho đến nhà cũng không muốn về luôn. À. Năm trước, 가족과 함께 제주도에 갔다 왔는데 얼마나 재미있었는지 집에도 가고 싶지 않아요. Cho đến nhà cũng còn muốn về chỗ này. Tại vì chỗ này là 얼마나 재미있는지 rất là vui. Đây chính vì như thế, câu này là cô nghĩ 2 giây trước. Một cái câu mà cô nghĩ 2 giây trước trong đầu của chúng ta. Cho nên cô nói các bạn có thể làm được. Cô làm được, các bạn cũng có thể làm được. Không có gì khó, chỉ sợ làm không bền. Khi nói cô, lúc nào cô nói các bạn, trước khi cái thành tích của cô nó không giống như mỹ mãn như các bạn đã nghĩ. Cái thời gian mà cô trải qua đó rất là vất vả. Và không giống như các bạn kia là gì đây, xuất thân là từ giỏi tiếng Anh, hoặc là các bạn hỏi học là các bạn được bằng cấp thế này thế kia. Còn cô thì khóc. Cô cũng học như các bạn mà có thể tệ hơn các bạn. Nhưng mà vì cái khó, cái khăn, nó đó là cái nghị lực và đấy cái lòng kiên trì. Cô chạy chúng tôi, cô viết chè không thì cô để nữa mấy bạn kia học. À, các bạn kia học thì chè chú tô này chắc là cũng biết là cô viết nhầm. Tại vì các bạn học cô quen rồi đó. Đúng không? À, đó là đôi khi là biết à.